nó chỉ khác một điều là lúc này sẽ có một cái lực để nó ném thành viên ha, là dạng hạt thuốc này nè, sau đó là đưa được vô cho cô máy để ném thành viên ha. Rồi phân loại thuốc viên này thì mình sẽ có hai cách phân loại, thứ nhất là theo cách dùng và đường sử dụng, thứ hai là theo đặc tính phóng thích hoặc nhiễm chất. Rồi theo cách dùng và đường sử dụng ha, thì chúng ta sẽ có là viên thông thường, như là dùng để thông thường, là tại sao gọi thông thường, là nó chỉ cần uống nuốt ha, uống và bằng cách là nuốt nguyên viên ha. Ngoài ra thì những cái viên này là nó có thể bẻ ra, những cái viên thuốc nào mà nó có một cái lằn ở giữa này đây này thì mình bẻ ra được ha, còn viên nào mà nó không có lằn ở giữa nghĩa là mình không có bẻ ra được, không có chia liều được ha. Một số hiệu thuốc á, cái xúc tư thì họ bán họ giấu liền, giấu nề ha, và họ giống như là sẽ có một số viên thuốc á, họ giấu bằng cách là họ tắt cái bình ra đây ha, thế nên là mình đâu có biết đúng không, thì mình sẽ có một cái phần mềm để mình biết đó là thuốc gì, và cái phần mềm này thì nó đúng tới cỡ tầm 70% biết được tên thuốc ha. Ví dụ là cô có một cái viên này nè, Amarin đó, thì đúng là trên thị trường là nó có một cái dạng thuốc mà tên là Amarin, nhưng mình không biết là nó là như thế nào, thì mình sẽ tra cái chữ Amarin này trong cái phần mềm đấy, là nó sẽ tự ra được cái dạng thuốc này luôn, dạng hàm lượng và tên của cái tên thuốc luôn ha. Là sao ta, mở hả? Đó, mấy đứa tải phần mềm giúp cô là drug.com đi, cô chỉ cho rốt. Cái chữ là gì ta, tự nhiên cô quên rồi này. Bill, đúng rồi. Ấn vô cái chữ là bill đây nè, là viên thuốc, đi tìm hình dạng viên thuốc. Thấy viên thuốc không? Nó có cái kính lúp và chấm hỏi không? Viên thuốc, xong rồi nó để cái kính lúp chấm hỏi đó. Rồi. Rồi, ấn vô đấy chưa? Chưa ạ. Chưa lại xong nữa. Rồi cái phần mềm này thì nó sẽ giúp ích cho mình sau này rất là nhiều ha. Giống như là thực tế nếu mà mình không nhớ thì mình có thể dùng phần mềm này, đa số là nó sẽ giúp cho mình tầm 70-80% nha. Rồi mở chưa? Mở tới chưa? Rồi mình thấy là cái dòng đầu tiên không, nó đều là bill imprint, nghĩa là cái trên cái viên thuốc ấy nó khắc cái gì ha, nó khắc cái chữ gì đó thì mình đánh lúc cô đi tương tác thuốc ấy. Ví dụ hồi xưa mình bữa mình học dược lý mà đúng không, sao bữa mình học dược lý ấy, cái gói chữ B có được uống chung với tetraciclin không? Không. Cô có được uống chung không? Không. Hình như là uống được chút sữa. Có hay không? Không. Muốn biết hay không thì tra cái đấy nó sẽ hiện ra. Rồi thoát ra ngoài đi. Rồi ấn vô Interaction Checker. Alpha Choi trên thị trường.
người ta có thể là cho bác sĩ có thể kê đơn cho bệnh nhân là uống ngậm viên nitroglycerin ha, để làm giảm cái cơn đau thắt ngực cấp ha. Ngoài ra thì các toril trong thuốc huyết áp cũng có thể dùng để ngậm dưới lưỡi thôi. Không phải tất cả các thuốc đều có thể ngậm mà chỉ là một số thuốc có thể ngậm dưới lưỡi thôi. Do là ở dưới lưỡi của mình á, cái tế bào của nó mỏng ha, nó sẽ dễ thấm thuốc hơn và thuốc của mình sẽ đi vào tuần hoàn trong luôn, không có qua gan. Đến đây là không có bị chuyển hóa thuốc, ha, không bị mất tác dụng nhiều. Rồi kế đến là mình sẽ có dạng là viên phân tán, viên hòa tan. Rồi có dạng viên sủi bọt cũng là dạng viên nén, và cơ chế của nó là sủi bọt là do nó tiếp xúc với nước là bọt thôi ha. Rồi ngoài ra thì mình sẽ có dạng là viên đạm âm đạm, cũng là dạng viên nén như là thằng này neo dạng viên nén này, ha, viên nén nè. Hầu như những cái viên nén này thường sẽ đạm âm đạm ha. Rồi ngoài những cái viên nén đấy, mình sẽ có một dạng là dạng gì đấy? Que cấy dưới da, mình hay gọi là que cấy dưới da đó ha. Nó được xếp gọi là viên cấy dưới da. Và mình sẽ có hai loại là cấy một que hoặc là cấy hai que. Cấy một que thì bao nhiêu thời gian đây, nhớ không? 3 năm một con. Mấy năm? 3 một năm à? 3 năm một con. 3 năm, quấy một que là sẽ là 3 năm. Và người nào mua dạng thuốc là cuộn cấy hai que, nghĩa là nó sẽ kéo dài khoảng tầm 4 đến 5 năm và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra thì nó có thể gây ung thư cổ tử cung hoặc là vân vân, à, hoặc là liên quan đến nhiều máu cơ tim, máu đông vân vân nha. Cái đây là những cái tác dụng phụ nhỏ nhỏ thôi ha. Và dùng cái này này, trước khi dùng bác sĩ sẽ cho mình kiểm tra là xem là mình có bị có mang thai hay không, hay là có vấn đề về tử cung hay không, hay là vấn đề về máu hay không thì bác sĩ mới cấy cho mình nha, nhớ nha. Rồi nhắc tới cái thì mình vẫn có dạng là dạng miếng sáng sáng thai thôi ha. À, cái này là ngoài lề nhưng mà cô nói thêm thôi ha. Trên thị trường mình vẫn có miếng sáng sáng thai là Eva ha. Miếng sáng khoảng một ngày sẽ là 3 miếng và mỗi lần dán là dán một lần một miếng thôi và dán trong vòng một tuần ha, và dùng 3 tuần liên tục ha. Và nhớ lưu ý sau này mình bán cho người ta mình cũng nhớ là hướng dẫn người ta là dán thì dán ở những cái nơi kín đào này, ít ai dán ở cái nơi này lắm nha, thường là người ta sẽ dán ở phía trong để che đi đó. Thì đúng rồi, sao mà trôi được, nó có trôi được chị cũng có từ đó không chơi được đâu nha. Rồi dán cái này nhớ là dán một lần, nghĩa là không có gỡ ra, dán nếu mà nó bị chật cũng phải để như vậy luôn hoặc là bỏ miếng đấy luôn, dán miếng khác là vấn đề ha. Và cái miếng dán này nè thì nhớ là một tuần dùng có một lần thôi, nghĩa là một tuần mình chỉ sử dụng một miếng thôi, nghĩa là dán cái miếng đấy trong vòng một tuần, sau đó là tuần sau mình sẽ gỡ miếng này ra, mình có thể dán đúng vị trí đấy hoặc là dán vị trí khác trong cơ thể của mình đều được hết ha. Và tuần thứ tư là mình phải ngưng rồi, tuần thứ tư là mình sẽ không dán, và tuần thứ năm là mình sẽ bắt đầu lại một cái chu kỳ mới là dán lại từ đầu ha. Em muốn tránh thai thì em dán cái này theo, thay vì em uống thuốc bao nhiêu thì cái này là miếng dán thôi hả? Thì mọi thứ đều phải có tác dụng phụ, tất cả những thứ mình dùng đều có tác dụng phụ. Ngoài ra mình vẫn có màng phim tránh thai ha. Lại không? Lại quá hả? Cái màng phim tránh thai này là nghĩa là nó dùng trong, cái này nó không có tác dụng dài nha, nhớ nha. Cái này sau này mình bán cho người ta hay là mình dùng á thì cái này nó chỉ là tác dụng một lần thôi.
xài cấp lại làm tư. Sau đó là mình cứ làm theo thứ tự như vậy thôi, chuyện 18 năm và đặt vào cổ tử cung nha. À, và cái chất ở trong đây là có là chất là nonosinon 9. Cái chất ở trong đây là nonosinon 9 và nó sẽ làm cho con